Chào các bạn nhé. Trên màn hình các bạn đang nhìn thấy thì chắc chắn là ai cũng nhận ra rồi. Đây chính là nhà hát lớn của Hải Phòng, một trong những biểu tượng của thành phố cảng, thành phố Hoa Phượng Đỏ, và là một trong những cái điểm check-in lý tưởng khi mà chúng ta đến với Hải Phòng hoặc là vào những cái dịp lễ hội. Vậy thì nhà hát lớn Hải Phòng ở đâu ạ? Nhà hát lớn Hải Phòng ở trung tâm của thành phố Hải Phòng. Đó chính là số 28 Trần Hưng Đạo, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng của thành phố Hải Phòng. Thì đây là một trong những cái vị trí ngay trung tâm nên rất dễ tìm và đường đi thuận lợi. Tất cả mọi tuyến đường chính của thành phố thì đều dẫn tới nhà hát lớn. Mọi người có thể di chuyển đến đây một cách rất là dễ dàng. Nói qua một chút về lịch sử hình thành của nhà hát lớn Hải Phòng thì vào đầu thế kỷ thứ 20, khi mà thực dân Pháp xâm lược Hải Phòng ấy, thì đã đưa một số lượng lớn kiều bào và quân đội đến đây sinh sống. Chính vì vậy mà chính phủ Pháp đã chọn nơi mà có một cái địa hình bằng phẳng, rộng rãi, cao giáo nữa, và từng là làng cổ An Biên, ngay cái điểm giao nhau giữa những cái khu vực sinh sống của người Việt, người Âu và người Hoa, để xây lên một cái nhà hát. Nơi đây được coi là một trong những cái địa điểm phục vụ đời sống tinh thần hiện đại nhất của giới thượng lưu bấy giờ. Nhà lớn Hải Phòng thì được khởi công xây dựng vào năm 1904, sau 8 năm thì đã hoàn thành. Ban đầu thì nơi đây được đặt tên là nhà hát Tây, chủ yếu là sẽ diễn ra các cái hoạt động sinh hoạt về văn hóa chính trị của người Pháp và những người bản xứ giàu có. Lúc này thì chỉ có những cái đoàn hát của Pháp hoặc các cái đoàn hát nổi tiếng của nước ta ấy, lúc bấy giờ thì mới được vào biểu diễn tại đây. Và khi nước ta bước vào thời kỳ kháng chiến trường kỳ ấy, thì nhà lớn Hải Phòng cũng đã trở thành một trong những minh chứng cho rất nhiều những cái sự kiện quan trọng. Đặc biệt phải kể đến ngày 23 tháng 8 năm 1946 thì Ủy ban Cách mạng lâm thời của thành phố đã được thành lập. Và đến ngày 10 tháng 11 năm 1946 thì ngay trước nhà lớn cũng đã chứng kiến một cái cuộc chiến oanh liệt của người dân Hải Phòng trong hơn một ngày đêm để tiêu diệt 50 lính Pháp và xe tăng yểm trợ. Tại đây thì 13 chiến sĩ vệ quốc đoàn với sự chỉ huy của Trung đội trưởng Đặng Kim Nở đã chiến đấu và hy sinh mãi mãi, để lại sự tiếc thương vô hạn. Và chúng ta có một cái con ngõ tên là ngõ Đặng Kim Nở, được xuyên từ đường Nguyễn Đức Cảnh sang đường Hai Bà Trưng ấy. Sau này thì nhà lớn Hải Phòng đã trở thành một cái địa điểm tổ chức những cái hoạt động tiêu biểu như là tuần lễ vàng, phong trào cứu đói. Và đến tháng 12 năm 2015 thì nhà lớn đã vinh dự được công nhận là di tích cấp quốc gia và trở thành một trong những địa điểm du lịch Hải Phòng được nhiều người biết đến. Cái vẻ đẹp ấn tượng trong cái kiến trúc của nhà lớn Hải Phòng đó chính là cái thiết kế bên ngoài của nhà lớn ấy. Thì nhà lớn được xây dựng dưới một cái sự thiết kế và chỉ đạo của kiến trúc sư người Pháp. Tất cả các vật liệu sử dụng ở đây cũng chuyển từ Pháp sang các bạn ạ. Và để đảm bảo cái kiến trúc giống với nguyên mẫu là nhà hát Paris. Các bạn nhớ nhá, nguyên mẫu là nhà hát Paris ấy. Công trình này thì được thiết kế theo phong cách Baroque, là một trong các phong cách kiến trúc nghệ thuật có nguồn gốc từ Ý. Sau đó thì ngày càng được ưa chuộng và trở thành xu hướng phổ biến ở các nước châu Âu từ cuối thế kỷ 16 đến giữa thế kỷ thứ 18. Vì vậy khi mà các bạn nhìn thấy ấy, ấn tượng ban đầu ấy là cái kiến trúc hai tầng khá là đồ sộ, và với cái số lượng cửa ra vào và cửa sổ lên đến hơn 100 cái. Và tất cả các cánh cửa đều được sơn màu vàng vô cùng nổi bật. Cùng với đó thì nhà lớn cũng đã được xây dựng với 4 trụ cột màu trắng, lấy cảm hứng thiết kế theo nối Corradien, vừa mềm mại vừa chắc chắn và tăng độ vững cho các cái bức tường thêm kiên cố. Còn phần mặt tiền nhà lớn thì được thiết kế cân đối đối xứng theo phương ngang. Các cái chi tiết được sắp xếp một cách khá là tỉ mỉ, chặt chẽ. Từ khoảng cách giữa các cái cây cột cho đến các cái ô cửa thì đều được trang trí các cái họa tiết độc đáo, và nó đã tạo thành một cái tổng thể mang tính chất thẩm mỹ cao. Tiếp đến thì cái điểm đắt giá nhất trong cái thiết kế của nhà lớn Hải Phòng chính là hình tượng cái đàn lia. Trong văn hóa nghệ thuật tại phương Tây ấy, thì loại đàn này là biểu tượng cao quý nhất của âm nhạc, nên được lựa chọn trở thành hình ảnh trang trí xuyên suốt của nhà lớn. Ngoài ra thì phía trước nhà lớn còn có một cái quảng trường rất là rộng cùng vườn hoa, đài phun nước, nghệ thuật. Ngày đêm thì chúng ta thấy là tung bọt trắng xóa luôn. Và các bạn có thể nhìn thấy ban ngày hay buổi tối thì ở đây cũng khá là rực rỡ, bao phủ đấy, rồi cột cờ tổ quốc nữa. Nó tạo lên một cái không gian khá là đậm đà bản sắc cái tính dân tộc cũng như là cái tính hiện đại.
Đấy, cùng với bảo tàng Hải Phòng ấy, thì Nhà Hát Lớn đã trở thành cái điểm đến mà tất cả mọi người đều chọn ghé qua khi mà đến với Hải Phòng. Đặc biệt là trong những dịp lễ hội thì khu vực này là nơi mà tất cả mọi người dân đổ về để chụp ảnh, để check in. Còn thiết kế bên trong Nhà Hát Lớn thì cũng khá là ấn tượng, mà trên Hải Phòng thì không có dịp mà vào đây để quay cho các bạn. Tuy nhiên thì với những cái kiến trúc được tham khảo ở trên mạng ấy, thì nó vô cùng đặc sắc và rực rỡ lộng lẫy luôn. Đấy, và được thường xuyên là biểu diễn các cái chương trình ca nhạc rất là đặc biệt tại Nhà Lớn này. Ngoài ra thì Nhà Thành Phố là cái địa điểm mà tổ chức những cái sự kiện văn hóa chính trị lớn của Hải Phòng, như các cái dịp meeting, đại nhạc hội, kỷ niệm quốc khánh, lễ lớn, rồi những cái ngày thành lập thành phố Hải Phòng. Vào những ngày bình thường ấy, không khí buổi tối tại Nhà Lớn cũng rất là sôi động, thì các bạn trẻ cũng đến đây để tổ chức các cái bộ nhóm biểu diễn, rồi những người già thì tập thể dục, rồi các em bé thì chơi. Đấy, rồi có rất nhiều những cái món ăn vặt rất là ngon. Vì thế nếu mà buổi tối mà các bạn không biết đi đâu thì đây cũng là nơi lý tưởng để các bạn ghé đến nhé. Đến đây thì kênh Trên Hải Phòng xin kết thúc cái video giới thiệu về Nhà Lớn Hải Phòng. Nếu các bạn muốn chúng tôi quay thêm những địa điểm, những công trình nào thì đừng ngần ngại mà comment xuống bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo.